839 đó là Onuru Heishikun Hachaku Heo. Thì hôm nay chúng ta lưu ý là hôm nay chúng ta sẽ học là hai cái ngữ pháp tiếp theo của phần nói gián tiếp, đó là Chaku Hata, đó là rủ nhau. Ví dụ như là hôm nay chúng ta đi liên hoan thì rủ nhau ấy ạ, nhá. Onuru hôm nay Heishik là liên hoan ở công ty đấy. Heishikun Hata là làm cái việc liên hoan đó. Chaku Heo đây là Chaku Hata. Cái thứ hai là động từ đi với Uraku Hata. Đây là yêu cầu một ai đó làm một việc gì đó. Hôm nay chúng ta sẽ học hai cái chủ đề, hai cái ngữ pháp nói gián tiếp tiếp theo trong phần bài học số 39. Phần bài 38 chúng ta đã học là Taku Hata. Sang bài 39 chúng ta học là Chaku Hata và Uraku Hata. Vừa nãy chúng ta có bài số 38 chúng ta có một cái nữa, đó là Iraku, danh từ thì với Iraku Hata. Đấy là đối với danh từ, chúng ta có thể dịch là được gọi là cái danh từ đó. Ví dụ như thầy giáo là Hoàng Idemun, Chê Idemun Hoàng Xuân Trường Imida. Nhưng mà chúng ta có thể là nói rút gọn ra tên tiếng Hàn chẳng hạn. Thì thầy giáo có tên tiếng Hàn Taeyong thì là 저는 저는 태영이라고 부르세요. Có thể gọi tôi là Taeyong. Tiếp theo là từ vựng, trong phần này chúng ta sẽ học từ vựng về Heishik, tức là liên hoan. Và chích trang nghe sơ em mùi, chúng ta có những buổi họp mặt ở nơi làm việc liên quan đến công việc. Trong bô môn hoa, phần thông tin văn hóa, chúng ta có Hanguge Heishik môn hoa. Đây là chúng ta tìm hiểu về cái văn hóa liên hoan của Hàn Quốc như thế nào. Ở đây các bạn nhìn đây ạ, ông có một ông Công Trang Trang, ông nói chuyện với mọi người ở trong phần hội thoại số 1 này. Công Trang Trang nói ạ, 여러분 이번 주 금요일 저녁에 회식 하자고 하는 하자고 한 거 모두 기억하죠? 그러니까 이번 주 금요일 저녁에 là buổi tối thứ sáu tuần này. 회식 하자고 한 거. 한 거 là cái mà đã quyết định rồi. Đó. 하자고 회식 하자고 là cái việc rủ nhau đi liên hoan. Cái việc rủ nhau đi liên hoan ấy. 모두 기억하시죠? Mà tất cả mọi người đều nhớ chứ. 한 명도 받침 없이 참석하는 겁니다. 한 명도 cho dù một người cũng 받침 없이 là không được vắng. 한 명도 받침 없이 참석하는 거 하는 겁니다. 참석합니다 là sẽ, đúng không? 참석하는 겁니다 tức là chắc chắn phải tham gia, không vắng một ai. Tất cả chúng ta nên đi cùng nhau mà không ai vắng mặt cả. 설마 오늘도 삼겹살은 아니죠? 설마 là không biết, không biết là, đúng không? Đây xin vui lòng cho biết rằng này, chúng tôi không đi ăn 삼겹살. Hoặc chúng ta có thể dịch là 설마 không biết là 오늘도 cũng hôm nay cũng 삼겹살은 아니죠? Xin lòng cho chúng tôi biết rằng chúng tôi không ăn, chúng tôi không ăn thịt lợn ngày hôm nay chứ, không ăn thịt ba chỉ ngày hôm nay chứ. 다들 좋아하는 것 같아서 là vì tôi nghĩ là tất cả mọi người đều thích. 이번에도 lần này cũng 삼겹살 집으로 정했는데 tôi cũng lại đặt. Tôi cũng đã chứng hóa ra là đặt đấy ạ. Quyết định ạ. Tôi đã quyết định gì ạ? Đến quyết định là đi đến cái quán thịt ba chỉ sang phía sàn chip phiến lô éo. Các bạn không thích ăn à? Aniyeo, aniyo, không. 그런 건 아니에요. Không phải, chúng tôi không phải ý đó, không phải thế. 대신
이 차는 치킨 먹으러 가요. Thay cho như vậy, tăng hai đi ăn gà rán. Đấy,치킨 먹으러 가. 날도 더운데 시원한 맥주에 치킨 좋잖아요. thời tiết cũng nóng đấy ạ, nắng tô ngày đấy ạ, thời tiết đấy ạ, tồn đề tô tố ạ, tồn đề siêu hàn mẹ chu, siêu hàn mẹ chu là bia lạnh đấy ạ, siêu hàn mẹ chu ấy chicken là món này, gà và bia đấy ạ, gà rán và bia đấy ạ, chốt chà này tốt mà đúng không? Rất tuyệt mà, thời tiết cũng nóng đi uống bia với gà rán thì sẽ rất tuyệt vời mà. 당연하지, 당연하죠. 당연하죠. 좋습니다. 좋. 그럼 인차는 삼겹살, 이차는 치맥입니다. 땅 một. 그럼 vậy thì tăng một 일차. 땅 một là thịt ba chỉ. Tăng hai chimek. Chi là chicken, mek thì mek chu. Nó là viết tắt của hai từ chicken và mek chu. Chicken mek chu thì thành chimek. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Ôn bê thơ chi kê bơ gơ phục xí. Hôm nay thử ăn no vỡ bụng xem nào. 네, 모처럼 포식하겠네요. Chúng tôi sẽ ăn no căng bụng. Thì ở đây chúng ta có mấy cái từ vựng như sau. Đầu tiên chúng ta là kiếp hà là nhớ. Chimek là gà rán và bia. Nhá. Chi là chicken. Mek là mek chu. Pe thơ chi kê mộc tà là ăn no vỡ bụng. Po xích hà là ăn no nê. Đấy, chúng ta có một số từ vựng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một lần trước khi mà chúng ta đọc nhé. (39과) 오늘 회식을 하자고 해요. 대화 1. 여러분, 이번 주 금요일 저녁에 회식하자고 한 거 모두 기억하시지요? 한 명도 빠짐없이 참석하는 겁니다. 설마 오늘도 삼겹살은 아니지요? 다들 좋아하는 것 같아서 이번에도 삼겹살 집으로 정했는데 별로예요? 아니요, 그런 건 아니에요. 대신 2차는 치킨 먹으러 가요. 날도 더운데 시원한 맥주에 치킨 좋잖아요. 당연하지요. 좋습니다. 그럼 1차는 삼겹살, 2차는 치맥입니다. 오늘 배 터지게 먹어봅시다. 네, 모처럼 포식하겠네요. 39과 오늘 회식을 하자고 해요. 대화 1. 여러분, 이번 주 금요일 저녁에 회식하자고 한 거 모두 기억하시지요? 한 명도 빠짐없이 참석하는 겁니다. 설마 오늘도 삼겹살은 아니지요? 다들 좋아하는 것 같아서 이번에도 삼겹살 집으로 정했는데 별로예요? 아니요, 그런 건 아니에요. 대신 2차는 치킨 먹으러 가요. 날도 더운데 시원한 맥주에 치킨 좋잖아요. 당연하지요. 좋습니다. 그럼 1차는 삼겹살, 2차는 치맥입니다. 오늘 배 터지게 먹어봅시다. 네, 모처럼 포식하겠네요.
Bây giờ mời mỗi người đọc một lần nhé các bạn nhé. Đọc từ đầu đến cuối xong xong chúng ta sẽ đóng vai. Mời Trang đọc đầu tiên đây Trang ơi. Nè, 여러분, 이번 주 금요일 저녁에 회식하자고 한 것부터 기억하시죠? Từ từ Hàn Trang ơi. Minh Trang ơi. Đây ạ. Basic ha cha cô hăng cơ mô tu Basic kiosk ha si kiosk ha chào cô hăng cơ một một tô kiosk kiosk ha chi kiosk si chiếu từ từ kiosk ha si kiosk kiosk ha si chiếu ừ. Hàn Minh Tô ba chim ốc xì chăm sóc hai nâng cập nì à cập nì tà sơn cơm đi mai đà cơm đi đà à, cơm nì tà cái chữ bò gặp sơn chữ mò mai nó đọc là mò mà nè sơn mai ôn nơi tô xăm kiếc xa đơn à ni chiếu ta đơn chỗ chỗ a hai nâng cất cả thả sơ y bân nê tô xăm kiếc xa san chip hưu chống hết nên tê biên biên nô nèo nèo Biến anh lô yêu cứ ếo đơn em ơi biến lô biên nô ếo ấy biên nô nèo anh yêu cứ đơn con anh yêu tê xin y chà nên chicken cứ đơn kào nan chicken tô chicken mọc cứ chi đơn chicken chicken mực oh khô cayo nan tô tàu un tê si un han mẹ chuê chicken cho chả này ô chốt trả tăng này không? yên hị chốt chả này ô Ok. tăng yên ha chiều cho sum đi ta cứ đơm y cha nên sam kiếp san y cha nên chi mẹ in đi ta ô nên Better chi kê một cơ bộp si tả. Nê, một chơ rơm, phô xích ha kết nèo. Ok, chào. Mời bạn Hiếu ạ. Yeah. 여러분, 이번 주 금요일 저녁에 회식하자고 한그 모두 기억하시지요? 한 명도 빠짐 없이 참석하는 겁니다. 네. 설마 오늘도 삼겹살은 아니지요? 나든 좋아하는 것 같아서 이번에도 삼겹살 집으로 정했는데 별로예요? 아니요. 그런 건 아니에요. 대신 이 차는 치킨 먹으러 가요. 난또 더운 때 시원한 맥주에 치킨 좋잖아요. 당연하지요. 좋습니다. 그럼 이 차는 삼겹살, 이 차는 치맥입니다. 오는 배 더치게 먹어 봅시다. 네, 모처럼 보식하겠네요. Ok.보식하겠네요. Vâng, bây giờ mời bạn Hiếu đóng vai là Cung Trang Trang và bạn Trang đóng vai là Monica nhé. Yeah. 여러분, 이번 주 금요일 저녁에 회식하자고 한
cơ một tu kiếc hạt si chiếu hai miên tô ba chim ập si chăm sách hà nên không đi tả sớm mai ôn nên tô xăm ghét xa rừng anh đi chiếu ta tên cho hà nên cất cả thật sơ đi vào lễ tô xăm ghét san chi bư rô chân hét nên tê phê lời ớ anh yêu cứ đơn con anh yêu đề xin ý chanen chicken mặc kuro kayo nanto taunte siwon han mekchue chicken chot chanayo tangjon ha chio ha tangjon ha chio josunita kuram in chanen samkepsan in chanen chimya imita orun pe thachike mokka posita 네 모처럼 보식하겠네요 네 à, bây giờ mời bạn Trang đóng vai là Công Trang Trang và mời bạn Thu đóng vai là Monica 네 여러분 이번 주 금요일 저녁에 회식 하자고 한 거무 모두 기억하시지요? 한 명도 빠짐 없이 참석하는 겁니다. 설만 오늘도 상기사는 아니지요? 딸은 좋아하는 것 같아서 이번에도 삼겹살 집으로 정했는데 변호네요? 아, 변호예요? 아니요, 그런 건 아니에요. 대신 이 차는 치킨 먹으러 가요. 난도 더운데 시원한 맥주에 치킨 좋잖아요. 당연하지요. 좋습니다. 그런 이 차는 삼겹살, 이 차는 치맥입니다. 오늘 매터지게 먹고 뵙시다. 네, 모처럼 포식하겠네요. 네, 여기는 방장 주의냐? 네, 먹고 봅시다. 먹고 봅시다. 네, 오케이. Bây giờ mời bạn Thu đóng vai là Công Trang Trang và bạn Hiếu đóng vai là Monica nhé. Nè. Yeah. 여러분, 이번 주 금요일 저녁에 회식 하자고 한 거 모두 기억하시지요? 한 명도 빠짐없이 참석하는 겁니다. 설마 오늘도 삼겹살은 아니지요? 다른 좋아하는 것 같아서 이번에도 삼겹살 집으로 청했는데 별로예요? 아니요, 그런 건 아니에요. 대신 이 저는 치킨 먹으러 가요. 난또 더운 때 시원한 맥주에 치킨 좋잖아요. 당연하지요. 좋습니다. 그럼 1차는 삼겹살, 2차는 치맥입니다. 오늘 배터치게 먹어봅시다. 네, 모처럼 보식하겠네요. 모처럼 보식하겠습니다. 하겠네요. 오케이. 또 두 주인의 그럼 1차는 삼겹살,
이 차는 치맥입니다. 네. 1차 땅 1, 2차 땅 2. 그럼 1차는 그럼 1차는 삼겹살. 2차는 치맥입니다. 네, 맞습니다. 네. 또 수지가 당연하지요. 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 네. 좋습니다. 좋습니다. 감사합니다. 네. 우리 단어 배웁니다. 단어. Chúng ta vào phần từ vựng ạ. Từ vựng phần này chúng ta liên quan đến là gì ạ? Huy xích. Huy xích là liên hoan của công ty nhá. Thì các bạn chắc cũng tham gia nhiều cái huy xích rồi ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái từ vựng. Đầu tiên là huy xích hơn hát à. Liên hoan nhá. Huy xích hát à. Chăm sóc hát à là tham gia. Chăm sóc hát à là tham gia. Pachida thiếu. Pachida đây có 4 người thì 1 người bị thiếu đấy ạ. Pachida. Hăn thức nè tà. Hăn thức nè tà là chiêu đãi. Đó. Ở trong lớp mình thì ai hay đi ai hay đi chiêu đãi ạ? Bạn Hiếu có hay đi chiêu đãi không ạ? Không ạ. Không. Em chỉ liên hoan tập thể thôi. Thì em có phải là người trả tiền không? Không ạ. Campuchia hết ạ. Campuchia rồi, cái đấy đẹp đấy. Trang đã bao giờ đi chiêu đãi lần nào chưa? Hàn Quốc nè vào lần không. Nào chưa? Em cũng toàn chia hết ạ. À, toàn chia hết, cái đẹp. Bền đấy, thế như thế là bền đấy. Ok. Tiếp theo, Hàn Chan Hà Tà. Hàn Chan Hà Tà, đây là uống rượu các bạn nhé. Đừng ai dịch là uống một chén nhé. Hàn Chan Hà Tà, nhé. Là đi uống đấy, đi uống rượu đấy, đi nhậu đấy ạ. À, tiếp theo là y chay kata là đi tăng hai. Thì các bạn liên các bạn nhìn vào bức tranh này. Ở trên này nó có hopu chip. Hopu chip chính là quán nhậu ấy. Tức là nhậu xong tăng một rồi chúng ta đi tiếp, thế là đi tăng hai. Tiếp theo surun patta. Surun patta đây là nhận rượu. Được người khác mời đấy ạ. Nhá. Còn cơn pê là cơn pê hata là cạn ly. Thì chúng ta là cơn bê ạ. À. Cơn bê. Bây giờ chúng ta mỗi người đọc một lần cái những từ vựng này nhé. Và chúng ta chia đôi câu yo luôn cho các bạn nhé. Mời bạn Trang làm trước nhé Trang nhé. Nè. Bê xì cơn heo. chăm sóc heo ba chiều hàn thức nail hàn trang heo y chai kayo surun ba tayo cơm bè heo. Ok, thì Trang có cốc đấy, bật cam này cùng với thầy giáo cơm bè heo. Em không có. hôm nào chúng ta cứ để sẵn hai lon đấy, xong chúng ta cơn bê heo, cứ luyện tập cái này nữa, cứ cơn bê heo. Nhớ lắm nè. Mời bạn Hiếu ạ. Hãy xin cơn heo chăm sóc heo ba chiều hăn thức nèo hăn chan heo đi chai kayo surun patayo. Ok, cơn pe heo. Ok, cơn pe heo. Mời bạn Thu nào. Nè, phải xin cơn heo chăm sóc heo ba chiều hăn thức heo hăn chan heo đi chai kayo surun patayo kun te heo. Ok, thì các từ vựng này thì chúng ta
ứng dụng nhiều, đặc biệt là cái từ nhất là từ handthumbnail, các bạn tích cực là sử dụng từ này nhá. Tiếp theo là từ cơn bê hèo. Cơn bê hèo. Các bạn cứ có hai từ này dùng cần nhiều. Ok, chúng ta có trà cô hata là giống nhau đây ạ. Trà cô hata nhá. Đây là đứng sau động từ, gắn liền với động từ được sử dụng để gián tiếp báo cáo những gì được đề xuất, tức là chúng ta sử dụng để rủ nhau, được chưa? Nhớ là cái này chỉ đi với động từ thôi ạ. Rủ nhau chỉ rủ nhau làm hành động gì đó thôi ạ. Nhá. Ví dụ ở trên này chúng ta có, đây là có các cái hành động như thế này. Thì bây giờ chúng ta ghép với trà cô hata để nói, được không ạ? Chúng ta nói chặt của hata ứng dụng luôn vào vào cái những cái từ vựng bên trên. Đây, động từ đi với chặt của hata. Bây giờ mời bạn Trang đọc trước ạ. Ví dụ như là huê xích ơn, huê xích ơn ha chà cô heo. Ok. Huê xích ơn ha chà cô heo. Sam kiếc ha chà cô heo. Cái gì? Chăm sóc ha chà cô heo. Sam kiếc sang. Ba chi chà cô heo. Ba chi chà cô heo. Rủ nhau rồi, rủ nhau vắng. Thôi ok, thế được rồi. Con bé ha chà cô heo. Ok. Mời Hiếu ạ. Chú nhau đi liên hoan như nào ạ? Mexican ha chà cô heo. Tôi nghe nói là rủ nhau đi, rủ nhau tham gia cái music đó. Chà sơ ha chà cô heo. Ok. Rủ nhau uống rượu. An chan ha cha ko heo. Rồi, tăng 2. I chae ka cha ko heo. Ok. Kun pe ha cha ko heo. Ok. Rồi mời bạn Thu ạ. Rủ nhau đi liên hoan. Mexican ha cha ko heo. Rủ nhau đi tăng 2. Đi chạy ca chạy cô heo. Đủ nhau uống rượu. Hàn trang ha chạy cô heo. Đúng rồi, ok. Cạn ly đi thầy. Cái gì ạ? Cạn ly đi. Cạn ly đi ạ. Vâng. Cạn ly đi ạ. Cạn ly. Ok. Cùng nhau cạn ly nói thế nào ạ? Kati kun be ha cha ko heo. Kati kun be heo. Còn đây là nói gián tiếp cho nên nói người khác ạ. Ví dụ như là tôi với Hiếu cạn ly với nhau thì Trang hoặc là Thu sẽ nói với nhau là thầy giáo và Hiếu đang rủ nhau cạn ly cái gì ạ? Thì sẽ dùng cái này. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần ví dụ để chúng ta hiểu thêm về cái ngữ pháp này. Đầu tiên là ví dụ số 1. Thì bạn Trang sẽ làm ví dụ số 1 này nhé, Trang nhé. Đọc và dịch này. Bạn Hiếu ví dụ số 2 này. Rồi. Bạn Thu ví dụ số 3 này. Còn thầy giáo ví dụ số 4. Mời Trang làm luôn. Đây. Chi hun si ga mora ko
해요. 오늘 한창 하시고 해요. 한잔 하자고 해요. 한 자고 해요. 하자고. 한창 하 자고 해요. 안녕, Jihoon. Bảo hôm nay làm gì? Jihoon bảo cái gì thế? Mua ra cô heo là bảo cái gì đấy? À, bảo cái gì? Vâng. Jihoon bảo cái gì đấy? Hôm... Nói gì đấy? Hôm nay có thể... Anh ấy, phải nói là anh ấy rủ. Cái này là rủ. Anh ấy rủ anh rằng ấy... hôm nay đi uống rượu. Rủ. Yeah. Được chưa? Cái này mình dịch là người ta rủ rằng hay là người ta rủ nhau làm việc gì đó mà cùng nhau làm việc gì đó mà. Yeah. À, tiếp theo cái số 2 mời Hiếu này. 이 차는 어디로 갈까요? 이 차에서 많이 먹었으니까 노래방에 가 자꾸 하는데요. 땅하이 thì đi đâu nhỉ? Đúng không? Bởi vì ở tầng 1 đã ăn rất là nhiều. Nên Noreban quán karaoke quán đi à, nên là hãy cùng nhau đi hát. Nên mọi người rủ nhau đi hát chứ không phải là do bạn này quyết định đâu nhá. Nên cái này ạ, ka cha ku là nên là rủ nhau đi hát. Đúng không? Ai rủ đi ạ? Mọi người rủ đi hoặc là người ta rủ đi, đi đâu ạ? Đi đến Noreban. Được chưa? Ok. Tăng 2 chúng ta đi đâu nhỉ? Tăng 1 vì đã ăn quá nhiều rồi nên mọi người rủ nhau tăng 2 đi hát. Đấy, chúng ta dịch cho tiếng Việt là như thế. À, câu số 3. Câu số 3 là xin mời. Dạ. Ừ. Anh Trang Huy. Thế cưng hả cô? Giáo sư 있어요. 수환 씨가 삼계탕 먹자고 하는데 같이 가네요. 아, hôm nay thì có hẹn với Tan, tức là Tan làm đúng không? Đúng không anh? Em dịch nốt đấy. Vâng, em cứ dịch nốt cả mình. Nhắc sốc là cuộc hẹn. Hôm nay thì có... Hôm nay sau khi ta làm, bạn có hẹn không? Hôm nay sau khi ta làm thì bạn có hẹn không? Tuấn chị ra, xăm kiếp sang mộc chà cô hà nâng đê, khát chì gà lêu. Tức là nghe Tuấn... bạn Tuấn này bạn... Tuấn đã mời đi ăn xăm kiếp sang. Cùng đi không? Bạn có cùng muốn đi không? Cùng đi không? Ok. Ê, còn câu cuối của ai nhỉ? Của thầy. Ok, câu cuối ạ. 탄합대회는 왜 하는 거예요? Cái 탄합대회 là đại hội đoàn kết. Đại hội đoàn kết tức là cái việc liên hoan đấy mà. Liên hoan mục đích là đoàn kết đấy. Quê hà nâng cơ yếu, tại sao lại làm cái việc đó? Áp phù rô tơ yên chìm hi il ha chà nâng ươi mi yếu. Đó là có ý nghĩa, nó là ý nghĩa mà hãy cùng nhau làm việc một cách chăm chỉ hơn nữa từ giờ về sau. Tức là từ giờ về sau là sẽ cái này, cái hàn áp tê huê là để cho mọi người là nó có ý nghĩa là để mọi người là cùng nhau làm những việc chăm chỉ hơn nữa từ giờ về sau.
Hanafthery là cái đại hội đoàn kết của chúng ta, cái này đại hội đoàn kết nó giống như kiểu như là ngày đại đoàn kết của Việt Nam mình hay làm ấy ạ. Ở trong công ty thì người ta hay có ngày này, mỗi năm có một ngày để nhiều khi là gặp mặt cả gia đình của nhân viên ấy ạ. Thì để cho mọi người đoàn kết hơn, làm việc chăm chỉ hơn cho những khoảng thời gian sau. Đấy là cái phần trà cô ha tà này ạ. Thì các bạn đã thấy trà cô ha tà này nó hay không ạ? Thứ nhất là nó rủ nhau đấy ạ. Nha. Đây ạ. Onul hanjan ha trà cô heo. Thì hôm trước tôi tổng hợp lại, hôm trước chúng ta đã học gì ạ? Trà cô ha tà. Nha. Động từ này, tính từ này, danh từ này đi với trà cô ha tà thì sẽ cộng với cái gì này? Động từ đi với trà cô ha tà là để gì ạ? Rủ nhau này. Nha. Các bạn lưu ý như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần luyện tập ở đây ạ. Phần luyện tập ở đây thì các bạn lưu ý này ạ. Theo rất ý cô đọc cái đoạn hội thoại ấy. 맛는 그림은 포키에서 고르세요. 맛는 그림 là bức tranh đúng. 포키에서 ở trong phần 포키 này này. 포키에서 고르세요. 고르세요 là hãy chọn. Thì các bạn xem ví dụ đây ạ. 리안 씨 오늘 보너스 받았다면서요? Tôi nghe nói rằng hôm nay bạn đã nhận được cái bonus. Bonus đây là cái thưởng nè. D. 갑자기 부자가 된 것 같아서. À, 된 것 같아요. Là đột ngột. 갑자기 là đột ngột, đột nhiên. 부자 là gì ạ? Người nhiều tiền đấy ạ. 부자 là triệu phú đấy. 된 것 같아요. Tự nhiên tôi trở thành triệu phú. 제가 오늘 한턱 낼게요. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi. Đây là hanteuk nera đấy, cái cảnh số 1. Và ở phần số 1 và số 2 này thì bạn Hiếu sẽ làm câu số 1 và bạn Trang làm câu số 2 nhá. Bạn Thu cũng làm câu số 1 luôn nhá. Trang điền bức hình số mấy Trang này? Số 3. Số 3 đúng rồi. Trang đọc và dịch cho thầy giáo biết. Lian Si, Che Xuân, Han Chan, Bạc Tư Theo, Ai Khu, Cảm Sa, Cảm Sa, Ham Di Ta. Ôi hù, không phải Ai Khu. Ôi hù, Cảm Sa, Ham Di Ta. Đấy, thấy chưa? Hãy nhận của tôi một ly. Một ly rượu đúng không? Số 2 chả. Trời ơi, cảm ơn. Mãi với con người mời đúng không? Bà Hiếu làm được xong câu số 1 chưa ạ? Vâng ạ. Ôn sơn chín hà xin kim bù trang niêm chú kha tư rìm ni tà. Cảm ơn hôm nay ta cha ori tha kati khen pe ham si ta. Đây ạ, từ từ Hiếu nhá. Cái từ này đọc là gì ạ? Ori. Em đọc nó hơi cao quá thành ori đấy. Ori còn là con vịt đấy. Ori tha kati. Tha kati. Khơn bê khắp si đà. Cái chữ pò gặp chữ sò nó vẫn đọc là pò nhá. Chữ pò nó chỉ gặp n này, m này thì nó mới biến thành cái pò này, nó mới biến thành m. Còn các từ khác nó vẫn là gì ạ? Vẫn là pò đấy ạ. Nhá. Cái này khơn bê khắp si đà. Khơn bê khắp si đà. Này, bạn Hiếu dịch cái phần này nè. Là hôm nay
Hôm nay hôm nay là cái gì được tháng trước à? Đúng rồi. Đây là hôm nay đúng không? Kim, Kim, phó giám đốc Kim. Được tháng trước. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng phó giám đốc Kim được thăng chức. Ờ, hôm nay chúc mừng phó giám đốc Kim được thăng chức. Ông phó giám đốc Kim thì ông trả lời nào? Cảm ơn. Chà, chúng ta cùng đi cùng đi cạn ly. Cùng đi đâu? Trời cùng ơi. Đi làm ly. Cùng đi đâu? Đừng ngồi trong mâm rồi ấy. Ngồi trong bàn ăn rồi ấy. Cùng nhau làm một ly, cùng nhau cạn ly nhé. Cùng nhau cạn ly. Được chưa? Ok. Bức tranh thứ hai đúng không ạ? Bức tranh thứ ba. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Chúng ta sử dụng là trà cua ha ta để chúng ta hoàn thành câu văn. Ở đây ạ. Các bạn xem ví dụ này. Itaga manayo. Tức là bạn ấy đang rủ mình đấy. Thì là Chiyonshiga itaga manna chako heo. Tí nữa gặp nhau nhé. Tí nữa gặp nhau. Thì gì ạ? Bạn ấy rủ mình là tí nữa gặp nhau đấy ạ. Sul machoyo. Là gì ạ? Sul machoyo là gì ạ? Uống rượu. Uống rượu. Tiếp theo số 2. Katsi chonegun bogoyo. Ăn bữa tối. Cùng nhau ăn tối. Cùng ăn bữa tối. Daum chue huesik un heo. Daum chue huesik un heo. Huesik un heo. Huesik heo. Daum chue. Liên hoan vào cuối tuần. Ờ, liên hoan vào tuần sau đúng không? Icharo, Icharo, Norebang-e gayo. Tăng 2 đi hát. Tăng 2 đi hát. Đúng rồi. Đi hát vào tăng 2. Nào bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ ạ. Đầu tiên là Surun Masayo. Ai làm câu này ạ? Thầy giáo làm câu số 1 luôn nhá, còn mỗi bạn làm câu sau nhá, mỗi từng người một làm từng câu sau nhá. Chiun siga surun masi. Masi jago. Heo. Và kết thúc ạ. Thực tế masayo nó chính là masida đúng không ạ? Masita và chúng ta chỉ việc bỏ ta đi để cho vào chaku hara là được. Nào tiếp theo mời bạn Trang làm câu thứ hai đi ạ, Trang. Nè. À chihun sika kati chonyek ke chonyekul. Chonyekul mok mok chaku heo. Ok, nhưng mà Trang phát âm một chút kati này không phải kati đâu. Nè. Đây đọc là kachi. Nó đọc thành như này này. Này. Nhá, chú ý nhá. Rồi mời bạn Hiếu câu số 3 này. Chihon Sika Tham Chue Tham Chue Vesikun Vesikun Hacha Go Heo. Ok. Tham chue huy chương ngân ha huy chương ngân ha cha cô hiểu ok ha cha cô hiểu đúng rồi. Nào tiếp theo mời bạn Thu cụ Thu uống. Đi chợ luôn nô lệ bang ye ha cha cô hiểu ha cha cô hiểu si un si ca si un si ca si ca đi chợ luôn. Norebang-e gajago haeyo. Ok. Norebang-e gajago haeyo. Ok.
감사합니다. 오케이, 오늘 네. 오늘 네, 오늘 우리 여기까지 공부합니다. 오늘 chúng ta học đến đây nhá. Bài 39 네. phần số 1 chúng ta học từ vựng về basic và ngữ pháp đó là chà cu ha ta. Nhá. Chúng ta nhớ luôn hôm trước chúng ta học là tà cu ha ta. Đoạn đầu tiên thầy giáo đã nhắc lại cái phần ngữ pháp là tà cu ha ta rồi đấy ạ. Đó là nói gián tiếp, truyền đạt lại thông tin người khác mà người khác nói nhá. Tà cu ha ta là người ta dùng là để làm gì ạ? Để thể hiện được cái gì ạ? Người ta bảo rằng, hoặc là tôi đã nghe người ta nói rằng cái gì đó. Còn chà cu ha ta ấy là tôi đã nghe người ta rủ rằng, hoặc ai đó rủ rằng cái gì đó. Và vừa nãy phần ví dụ chúng ta có thể đã thấy đó là đây ạ. Gì ạ? Chiun Chika rủ rằng đã đi, rủ rằng là đi uống rượu đúng không ạ? Hoặc là rủ rằng là tuần sau là ăn liên hoan. Rủ rằng là tuần sau là ăn đi ăn tối. Hoặc là rủ tăng hai đi hát ấy. Thì là đấy là chính là rủ. Và bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. Và chúng ta sẽ học tiếp phần sau. Nhá, học tiếp phần sau vào buổi sau. Các bạn về ôn tập lại cái phần bài 38 và bài 39 nhá. Bài 38 thì thầy giáo sẽ gửi lên ở trên nhóm bây giờ. Nhá, bài 39 thầy giáo phần 1 này thầy giáo gửi lên cho các bạn xem. 네, 수고하세요. 질문 있으면 얘기해 보세요. Nếu các bạn có câu hỏi nào, các bạn cứ hỏi đi ạ. 아니요. 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 네. 네, 오케이. 내일, 내일 우리 7시 시작합니다. 네. 네. 오케이, 수고하세요. 네. 네. 안녕히 계세요. 네, 잘 자요. 안녕하세요. 안녕히 계세요. 네, 감사합니다.